Enrique nhậm chức ở PSG ngày 5 tháng 7, theo hợp đồng 2 năm giữa bối cảnh nhiều biến động của câu lạc bộ. Sergio Ramos, Lionel Messi đã rời đi theo dạng tự do. Kylian Mbappé thông báo không gia hạn và muốn rời đi tự do hè 2024, còn tương lai của Neymar không rõ ràng. Theo Goal, Enrique là huấn luyện viên đẳng cấp với tính cách phù hợp để đối phó với những tên tuổi lớn trong phòng thay đồ, linh hoạt về chiến thuật và có thể phát triển những tài năng trẻ. Dù vậy, vẫn phải đối mặt với những thách thức rất lớn về nhiều mặt tại sân Parc des Princes. Một là làm sáng tỏ tương lai của Mbappé. Một trong những thách thức đầu tiên của Enrique là giữ chân tiền đạo số 1 Kylian Mbappé, người đang muốn hoàn thành nốt một năm hợp đồng rồi ra đi theo diện chuyển nhượng tự do. Trong lễ ra mắt câu lạc bộ ngày 5 tháng 7, huấn luyện viên 53 tuổi tìm cách né trách khi được hỏi về tương lai của tiền đạo Pháp. Enrique nhấn mạnh rằng những gì bản thân trao đổi với chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và giám đốc điều hành Luis Campos cần được giữ kín. Quan hệ giữa Mbappé với ban lãnh đạo PSG đang rạn nứt. Sau thông báo không gia hạn, tiền đạo 24 tuổi công khai chỉ trích câu lạc bộ chủ quản là tập thể bị chia rẽ, điều khiến nhiều ngôi sao của PSG không hài lòng. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi thì nhấn mạnh ông bị sốc khi Mbappé thông báo không kích hoạt điều khoản gia hạn và khẳng định sẽ bán tiền đạo Pháp nếu anh vẫn từ chối gia hạn trong 2 tuần tới. Thậm chí, chủ sân Parc des Princes đã gửi bức thư dài 3 trang buộc tội tiền đạo này, gây ra thiệt hại to lớn cho câu lạc bộ vì công khai việc không gia hạn. Trong trường hợp Mbappé ở lại, Enrique sẽ phải tìm ra hệ thống phù hợp nhất với tiền đạo Pháp. Goal nhận định Mbappé có thể ghi bàn trong hầu hết mọi sơ đồ, nhưng điều quan trọng là Enrique làm hài lòng nhà vô địch World Cup 2018, qua đó duy trì sự ổn định trong phòng thay đồ. Hai là hồi sinh Neymar. Tương tự Mbappé, Enrique phải nhanh chóng giải quyết tương lai của Neymar và tìm ra hệ thống giúp tiền đạo Brazil tỏa sáng nếu anh tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ. Những năm qua, Neymar được thi đấu tự do trên hàng công, thoải mái di chuyển, dễ bóng, chuyền hay dứt điểm. Anh thi đấu ngẫu hứng và làm khán giả mãn nhãn, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại thành công cho câu lạc bộ và cũng thường xuyên chấn thương. Enrique từng làm việc với Neymar ở Barca, gặt hái nhiều thành công, đặc biệt là cú ăn ba gồm La Liga, Cup Nhà Vua, Champions League mùa năm 2014 đến năm 2015. Tái ngộ sau gần 10 năm, huấn luyện viên Tây Ban Nha cần tìm lại và phát triển sự kết nối đó, đặc biệt nếu Neymar là ngôi sao trên hàng công duy nhất còn sót lại mùa tới từ bộ ba Mbappé, Messi, Neymar. Ba là kết hợp các bản hợp đồng mới. Sau khi chia tay Messi và Ramos, PSG đã thay đổi chiến lược chuyển nhượng từ hè này, ưu tiên mang về những tài năng trẻ nhằm tạo nên phòng thay đồ lành mạnh và cạnh tranh. Họ đã công bố hợp đồng với Manuel Ugarte, 65 triệu đô la Mỹ, Kangin Lee, 24 triệu đô la Mỹ, Lucas Hernandez, 45 triệu đô la Mỹ, Marco Asensio, Milan Skriniar, Seandua. Nhưng vấn đề là Enrique chỉ là lựa chọn thứ tư của ban lãnh đạo PSG trong việc tiếp quản chiếc ghế của Galtier sau Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel và Thiago Motta. Vì thế, PSG có thể không lên kế hoạch chuyển nhượng để xây dựng tập thể dưới trướng Enrique. Theo Goal, Ugarte, Hernandez, Asensio hay Skriniar đều là những cầu thủ đẳng cấp và có thể dễ dàng chiếm vị trí chính thức tại PSG. Nhưng Enrique có thể đề xuất tuyển mộ thêm cầu thủ theo mong muốn, thay vì chỉ tiếp quản những cái tên có sẵn. Ba là tìm tiếng nói chung với Campos. Sau khi sa thải Leonardo và Mauricio Pochettino, PSG bổ nhiệm Luis Campos làm cố vấn bóng đá, còn Galtier làm huấn luyện viên trưởng vào hè 2022. Nhưng khi Galtier đã bị sa thải, Campos ở lại và vẫn giữ vai trò quan trọng trong công tác chuyển nhượng. Dù từng trải qua giai đoạn làm việc chung thành công ở Lille, Campos nhiều lần bất bình với Galtier khi tái ngộ ở PSG, đặc biệt ở nửa cuối mùa trước. Ông từng chỉ trích Galtier trước truyền thông và thậm chí đã vào phòng thay đồ để mắng toàn đội ở giờ nghỉ giữa trận thua Monaco. Campos là nhà tuyển trạch tài năng và được đánh giá có thể giúp PSG xây dựng lại đội hình. Nhưng ông cần tìm tiếng nói chung với Enrique, hoặc ít nhất giữ những bất hòa trong phòng thay đồ, thay vì công khai trước truyền thông và để ảnh hưởng tới câu lạc bộ. 4 là xây dựng hàng tiền vệ mạnh mẽ. Theo Goal, Marco Verratti và tân binh Ugarte chắc suất đá chính, nhưng Enrique sẽ phải đau đầu để lựa chọn cái tên còn lại nếu sử dụng hệ thống 3 tiền vệ. Những cái tên như Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanchez hay Carlos Soler được cho không phù hợp với triết lý kiểm soát bóng của Enrique. Cách đây ít tháng, Enrique có trong tay những Gavi, Pedri, Thiago Alcantara hay Rodri ở tuyển Bồ Đào Nha. PSG không có hàng tiền vệ có chất lượng như vậy và cần tiếp tục cải thiện, với Bernardo Silva đang được nhắm tới. 5 là trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Enrique huấn luyện viên giúp Pedri và Gavi thành trụ cột tuyển Tây Ban Nha hứa trao cơ hội thể hiện cho các cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện của câu lạc bộ trong buổi họp báo ra mắt. Tiền vệ 17 tuổi Warren Zaïre-Emery là cái tên nổi bật, với 26 lần ra sân tại Ligue 1 mùa năm 2022 đến năm 2023. Tương tự, El Chadai Vitiabu và Ismael Gabi lần lượt là những tài năng được đánh giá cao ở vị trí trung vệ và tiền vệ tấn công. Tiền đạo 21 tuổi Hugo Ekitai thì nhiều lần đá chính cho PSG mùa trước và có thể phát triển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên phù hợp. 6 là lấy lòng người hâm mộ. Các cổ động viên PSG nhiều lần biểu tình chủ sở hữu Qatar và lao các cầu thủ như nhiều lần xảy ra ở mùa trước. Họ chỉ trích chế giễu Messi, Neymar ngay tại Parc des Princes và thậm chí kéo đến nhà của những ngôi sao này. Người hâm mộ PSG muốn câu lạc bộ bổ nhiệm một huấn luyện viên người Pháp và ký hợp đồng với những ngôi sao bản địa. Vì thế,
Enrique, danh thủ Tây Ban Nha chưa từng thi đấu hay dẫn dắt câu lạc bộ nào ở League 1 phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn. Dù gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp và chắc chắn sẽ giúp PSG theo đuổi lối chơi tấn công, Enrique không phải mẫu huấn luyện viên mà người hâm mộ mong muốn. Chỉ có thành công và những danh hiệu mới giúp huấn luyện viên 53 tuổi giải quyết vấn đề.